Rạnh hàn khi công lý khiến lương duyên giữa Faker và LPL sụp đổ. Faker từ lâu đã không còn là bạch nguyệt quang trong cộng đồng Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Thời gian gần đây, VCS xôn xao thông tin liên quan đến Rạnh hàn. Các tuyển thủ Liên minh huyền thoại Việt Nam đều bị cấm cửa sang nước bạn luyện tập. Thực chất, ngọn nguồn của câu chuyện kể trên rất rối ren và liên quan đến hàng loạt nhân vật. Song, nói ngắn gọn, Faker chính là nguyên nhân chính khiến ban tổ chức LCK thanh tẩy Rạnh hàn, hạn chế ID nước ngoài. Hiện tại, những thị phi về server xứ Kim Chi đã tạm thời chấm dứt. Nhưng suốt 2022, Rạnh hàn khiến giới Liên minh huyền thoại khóc thét. LCK và LPL đối đầu gay gắt trên mọi mặt trận. Phía Trung Quốc rất không hài lòng với cách đuổi người của khu vực hàng xóm. Và rồi, trăm dâu đổ đầu tằm, Faker trở thành nhân vật hứng đạn. Quỷ Vương là người khơi nguồn cho cuộc thanh tẩy diện rộng trên Rạnh hàn. Thực chất, ngôi sao T1 muốn môi trường luyện tập với tuyển thủ LCK chất lượng, sạch hơn. Hiển nhiên, đây là lý do chính đáng. Chưa kể, Rạnh hàn cũng thuộc của khu vực xứ sở Kim Chi. Theo đó, rất nhiều ngôi sao ở đây lên tiếng ủng hộ anh. Thế nhưng, phía LPL cho rằng Faker nhiều chuyện khiến khu vực Trung Quốc không còn nơi luyện tập. Cộng thêm nhiều tuyển thủ tỏ ra chẳng hài lòng. Quỷ Vương trở nên xấu xí và từ đó, mối lương duyên giữa đôi bên đổ vỡ. Từ câu chuyện Rạnh hàn đến liên hoàn drama của Faker với LPL. LPL, LCK luôn ở trong thế đối đầu trên mọi phương diện xuyên suốt lịch sử Liên minh huyền thoại. Và hiển nhiên, cộng đồng người chơi, cổ động viên hai khu vực cũng chẳng ưa nhau. Đáng nói hơn, nhiều ngôi sao Hàn Quốc thi đấu ở LPL cũng chẳng được khán giả yêu thương. Thế nhưng, Faker được xem như cái tên hiếm hoi nhận được nhiều tình cảm từ giới Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Thậm chí, không chơi và nhiều lần từ chối các đội LPL, anh vẫn giữ một vị trí khác biệt. Song, từ đầu 2022, Quỷ Vương dần trở thành cái gai trong mắt cổ động viên Liên minh huyền thoại đất nước tỷ dân. Bởi lẽ, ngôi sao 27 tuổi liên tục có những phát ngôn khó nghe hướng đến LPL. Anh được xem như lý do lớn nhất khiến LCK hạn chế và khóa hàng loạt tài khoản nước ngoài trên Rạnh hàn. Chưa hết, ở MSI 2022, Quỷ Vương còn mập mờ ám chỉ chức vô địch của RNG là không xứng đáng. Việc Faker đổ lỗi ping 35 mê giây khiến truyền thông lẫn fan LPL phật ý. Theo đó, một huyền thoại lẫy lừng như anh không hiểu tại sao lại viện cớ như thế. Cộng thêm câu chuyện Rạnh hàn trước đó, Faker từ thần tượng trở thành kẻ nhiều lời trong mắt giới Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Để rồi, Faker một lần nữa đẩy mâu thuẫn giữa đôi bên lên đến đỉnh điểm. Cũng xuất phát từ cuộc chiến trong rank, Quỷ Vương dành hẳn 10 phút để nói về một ID phá game. Ở đó, dù chưa xác định rõ ràng, anh quy chụp người chơi này đến từ đất nước tỷ dân. Sự cực đoan của huyền thoại LCK khiến truyền thông xứ Trung hoang mang. Cây bút của game Anchor Network thật sự không hiểu hà cớ gì Faker lại ác cảm như vậy với game thủ LPL. Còn cổ động viên lại tiếp tục chỉ trích hành động cũng như thái độ từ ngôi sao 27 tuổi. Chưa hết, theo game Anchor Network, Faker tạo nên hiệu ứng tiêu cực cho cộng đồng LPL. Sau đó, ở cuộc bình chọn người chơi đường giữa xuất sắc nhất LCK, hầu hết đều ngó lơ Quỷ Vương. Họ gọi tên showmaker của DK. Ngoài ra, trang tin xứ Trung cũng chỉ thẳng ra lý do khiến huyền thoại 27 tuổi mất điểm. Faker vừa đánh mất chức vô địch MSI 2022, vừa gây hấn với LPL. Với vị thế hiện tại, thêm người yêu, người ghét chẳng ảnh hưởng đến Faker. Bởi lẽ chẳng ai lung lay được vị trí số 1 của anh trong lịch sử Liên minh huyền thoại. Thế nhưng, sau những sự việc kể trên, hình ảnh từ Quỷ Vương không còn được hoàn mỹ như trước với cộng đồng LPL. Phía LPL pressing Faker trên mọi mặt trận. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, truyền thông Hàn Quốc đến Trung Quốc liên tục đưa tin về T1 và Faker. Lần này, câu chuyện cũng không kém mùa nào. Đại diện LCK chính thức khởi kiện những fan cuồng đã bôi nhọ và lăng mạ Quỷ Vương sau MSI 2022. Đáng nói hơn, trong thông báo gửi đi, phía luật sư T1 tỏ thái độ cứng rắn. Theo đó, họ sẽ không khoan nhượng và sẵn sàng bỏ tù những thành phần toxic trên. Gần nhất, Faker cũng lên tiếng về màn kiện tụng xôn xao này. Huyền thoại LCK một lần nữa khẳng định anh và T1 không buông tha cho bất cứ ai. Với sự việc lần này, rõ ràng Faker cùng đội đang cho thấy sự cứng rắn để bảo vệ những tuyển thủ sau này. Họ cũng được cho rằng là đại diện đầu tiên ra tay triệt để với cổ động viên. Để rồi, phía truyền thông Trung Quốc đã đưa ra lý do khiến cục diện trở nên căng thẳng như vậy. Theo Shouhu, nhóm fan cuồng đã xúc phạm và lôi cha mẹ Faker vào cuộc. Và Quỷ Vương thật sự phát tiết trước sự quá đáng này. Anh rất quan tâm, yêu thương đấng sinh thành. Vì vậy, Quỷ Vương đã thể hiện quan điểm đó với T1, sẽ không có chuyện tha thứ cho những con người đó. Thực chất, việc làm của Faker, T1 rất tốt để thanh tẩy đi những thành phần quan tâm vặn vẹo. Bởi lẽ, giới Liên minh huyền thoại chứng kiến quá nhiều câu chuyện kinh dị do nhóm fan cuồng gây nên. Họ gửi dao, hoa tang, tra tấn tinh thần game thủ, viết thư đe dọa. Kỳ thực, nếu tình trạng này tiếp diễn, chẳng biết trong tương lai hậu quả xấu gì sẽ xảy ra. Thế nhưng, phía cộng đồng LPL đang chê trách Faker gay gắt. Họ cho rằng Quỷ Vương làm quá và nhóm người này cũng chẳng đủ lớn để làm hại đến ai. Chưa hết, nhiều cổ động viên cho rằng ngôi sao T1 cũng chẳng vừa gì.
Không phải anh khiến cả LPL hỗn loạn với việc game thủ không được thi đấu ranh hàn hay sao? Để rồi Faker như vậy, fan càng ghét anh hơn. Trong khi đó, nhiều lần truyền thông xứ Trung được cho rằng cố ý bóp méo ngôn từ từ Faker. Trước chung kết thế giới 2022, Faker có lên tiếng chia sẻ về cuộc chiến trên đất Mỹ. Ở đó, lần đầu, anh muốn đánh bại EDG. Tôi cho rằng đối đầu với EDG ở vòng bảng là một cơ hội kiểm tra sức mạnh của đội. Tôi nghĩ rằng điều này là tốt. Sẽ rất thú vị nếu T1 có thể đánh bại họ 2-0 ở vòng bảng. Lần 2, huyền thoại T1 thẳng thừng đánh giá cao LCK hơn LPL. Không có khoảng cách quá lớn giữa hai khu vực. Nhưng theo tôi, LCK vẫn nhỉnh hơn LPL, Faker cho hay. Thực chất, hai phát ngôn trên của Faker không có gì quá khích hay công kích đối thủ. Đầu tiên, anh cùng T1 có quyền tự tin trước cuộc chiến với EDG. Với tư cách hạt giống số 2 LCK, ông lớn của Liên minh huyền thoại, không lẽ Quỷ Vương phải tự nhục trước đối thủ? Faker đang là đầu tàu, dẫn dắt dàn sao trẻ T1 dự chung kết thế giới. Nếu anh không thể hiện tinh thần lạc quan thì sẽ kéo toàn đội đi xuống. Chưa kể, xét về mặt lý thuyết, T1 cũng chưa bao giờ ngán EDG trên trường quốc tế. Kế đến, xét về danh hiệu, LCK thật sự thua LPL suốt thời gian qua. Nhưng ở vị thế của Faker, biểu tượng của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc, không lẽ anh phải tự chê khu vực? Dù lý do khách quan hay chủ quan, huyền thoại T1 có quyền bảo vệ tôn nghiêm với LCK trước đối thủ. Suy cho cùng, chia sẻ từ ngôi sao 27 tuổi không có gì là sai hay đáng trách. Thế nhưng, truyền thông xứ Trung liên tục mỉa mai Faker. Các trang báo đất nước tỷ dân tràn lan những bài về phát ngôn LCK hơn LPL đến từ anh. Để rồi, những ồn ào thất bại ở MSI 2022 với Faker bị đảo lại. Trước đó, Shohu cho rằng Quỷ Vương chẳng coi EDG ra gì. Thậm chí, ngôi sao 27 tuổi còn bị bêu díu phát ngôn tàn nhẫn. Hiện tại, chung kết thế giới 2022 còn chưa bắt đầu, Faker đã buông lời tàn nhẫn. Lần này, cậu ta nhắm vào EDG. Căn bản, cậu ta không để đối thủ trong mắt. Lời nói này thật sự khiến người khác bốc hỏa, Shohu chia sẻ. Lần này, Shohu lần nữa công kích ngôi sao 27 tuổi bảo thủ và không chịu thay đổi. Giờ đây, tất cả đều biết quá rõ những gì cậu ta nói. Faker luôn tỏ ra tự tin thái quá, kể cả thời điểm thất bại. Không phải ở MSI như thế nào, giờ đây, chung kết thế giới 2022 chưa bắt đầu, cậu ta muốn nói gì chẳng được. Trang tin viết, Faker từng có thời gian giống như Bạch Nguyệt Quang với LPL, khu vực một thời khao khát sở hữu chữ ký từ ngôi sao 27 tuổi. Nhưng cục diện hiện tại đảo ngược khiến không ít người bất ngờ. Mối lương duyên đẹp đẽ tan vỡ thì thôi, Faker giờ đây còn trở thành tâm điểm để cộng đồng LPL soi mói, chỉ trích. Như trường hợp kể trên, Faker chỉ thể hiện quan điểm liên quan đến chung kết thế giới 2022. Anh không chỉ trích hay có lời lẽ sai trái. Thế nhưng, truyền thông Trung lại hướng chỉ trích về Quỷ Vương. Sau tất cả, tuyển thủ LPL cũng chán ghét ranh hàn và Faker. Cổ động viên tạo nên làn sóng tẩy chay Faker. Bên cạnh đó, dàn tuyển thủ LPL cũng thay phiên nhau ca thán về Quỷ Vương bất tử. Trên sóng livestream, Rookie từng bất ngờ hướng chỉ trích đến người đồng hương. Ở đó, cựu sao V5 không ngại quy chụp Faker khiến ranh hàn trở nên kém chất lượng. Đồng thời, cựu vương chung kết thế giới còn tiết lộ, dàn game thủ LPL Get Server nước bạn cũng chỉ vì Quỷ Vương. Và hiển nhiên, Rookie có đưa ra lý do dẫn đến cục diện này. Theo đó, từ ngày Faker yêu cầu LCK thanh tẩy ranh hàn, nhiều tài khoản VIP bị cấm. Để rồi sự việc này kéo theo số lượng server giảm sút. Hiện tại, rất khó để game thủ tìm được trận đấu nếu xếp hạng cao. Theo như Rookie, ngày trước, anh thường xuyên leo rank xuyên đêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Và anh có thể liên tục thi đấu để luyện tập không ngừng. Còn hiện tại, có rất nhiều thay đổi gây khó chịu trên ranh hàn. Đặc biệt, thông tin thi đấu bị tiết lộ khiến dàn tuyển thủ không hài lòng. Và chất lượng các ván đấu cũng đang giảm sút nghiêm trọng. Không chỉ Rookie, trước đó truyền thông xứ Trung cũng nhiều lần bàn tán về ranh hàn. Các trang tin đều chỉ ra rằng server nước bạn đã không còn như trước. Số lượng, chất lượng lẫn tính cạnh tranh đều đi xuống. Và sau tất cả, họ cho rằng chính sự thái quá từ Faker khiến mọi thứ trở nên xấu đi.